Hai các bạn, hôm nay mình quay nhà xe kéo cho các bạn coi nha. Coi nhà xe kéo ở Mỹ làm sao nha các bạn. Ở đây là khu nhà xe kéo đó. Mình mướn đất xong rồi mình kéo cái nhà lại, mình để mình trả tiền mỗi tháng, trả tiền đất mỗi tháng. Mình ở nhà này á, nếu mà mình muốn tiết kiệm tiền á, để mua nhà lớn á, thì mình ở nhà này một thời gian để tiết kiệm tiền. Nhà này ở bên đây bán rẻ lắm mấy bạn ơi, khoảng 3-4 ngàn một căn. Nhà mới mới nữa thì 10 mấy ngàn. Còn có nhiều chủ nhà đó, người ta đi, ta muốn mua nhà mới, người ta đi á, có khi người ta cho không mình nữa. Giống cái nhà này nè mấy bạn ơi, khoảng 10 mấy ngàn một căn. Còn cái nhà bên đây á thì khoảng 7 ngàn. Có nhà ở ngoài kia khoảng 5 ngàn. Hồi xưa mình mới qua mình ở khu nhà này nè, rồi giờ mình về chơi với người bạn ở đây, xong rồi giờ mình mua nhà rồi mình đi chỗ khác ở. Mình mới qua là mình ở nhà này là tiết kiệm được nhiều tiền lắm mấy bạn ơi, để dành mình mua nhà lớn. Ở đây có nhiều nhà người ta đi người ta bỏ không luôn, người ta bán không được cái người ta bỏ không. Bỏ không hoặc người ta cho mình ở để mình trả tiền cho chủ đất mỗi tháng. Hồi xưa mình đi á, mình cho cái anh kia ở. Nếu mà mình không cho người ta ở thì mình đi nhà lớn thì mình phải trả tiền mướn ở đây nữa, nên mình cho người ta mình bán không được mình phải cho. Có nhà này là chắc người ta bán chừng 2 ngàn. Nhà bên kia mấy bạn người ta bỏ không, người ta đi không ai ở hết. Nhưng mà mình nghĩ chắc phải trả tiền cho mỗi tháng. Còn nhà này cũ quá rồi nè. Chắc nếu mà có bán chắc khoảng 1 ngàn, còn không thôi thì cho không. Nhà này không ai ở nữa mấy bạn, ta đi người ta bỏ rồi. Mình không ở mình vẫn trả tiền đất nha mấy bạn. Nhà bên kia chắc bán cũng không được, cũng bỏ không một nhà nữa. Nhà này người ta cũng bỏ không mấy bạn. Nhà bốc không không ai ở, mặt cây đầy cửa. Hôm
hồi xưa mình ở bên nhà bên kia, nhà đó đó, rồi xong mà mình không ở nên mình cho người ta, xong mà cái người đó ở một thời gian đó, cái người ta không ở nữa, phải mướn xe kéo đi bỏ. Nếu mà mình không mướn xe kéo đi bỏ thì phải đóng tiền đất mỗi tháng. Đây nhà chị bạn của mình, trồng bông đẹp quá trời luôn. Hôm nay xuống đây chơi, nhà chị trồng bông quá trời bông. Hôm nay là chủ nhật, mấy bạn bên đây trời mưa tơi tả, không đi đâu được hết rồi. Mình xuống nhà bạn mình, chị bạn quay vòng vòng cho mấy bạn coi khu nhà xe như thế nào.